được rồi. Là tới giờ này ngủ được trên máy bay 3 tiếng. Đang ngủ nó chập chờn. Nhạc Pháp hả? Thời này nhạc Pháp hả? Bạn nhạc nói nhạc Mỹ đi, nhạc Pháp chưa có giờ. Và là em còn được một bài. Hay là kính thưa quý vị, đón qua Mỹ năm 1980. Dạ, tháng 7 năm 1984. Đón đi vượt biên tháng 12 năm 1980. Tàu của đó tìm cướp 16 lần. Nó bị kéo vào đảo Sò Người, đảo Cung Ra ở trong vịnh Thái Lan. Và ở đó tưởng chết rồi, nhưng mà cuối cùng được cứu. Là tháng 3, tức là tháng sau, tôi đón 40 người mướn hải quân Thái bảo vệ. Tôi đón trở lại đảo Cung Ra, tức là đảo Sò Người, một hòn đảo mà cướp biển nó kéo người về vô, nó hãm hiếp và nó nhốt trên đảo. Tôi em về, tôi em đi trở lại đảo, bây giờ vẫn là đảo hoang. Tôi đón trở lại để đi kiếm xương người, tôi đón chôn và lập lại một bia giả. Bạn nhạc chơi theo em một lần nữa, em chưa nói xin lỗi. Em định nói lẹ rồi đó mà chưa lẹ quá, em thay nó kịp, em nói lẹ kìa. Và chúng em đi qua đó để lập mộ bia. Cuối tháng 3, tuy là một cái vùng đó, hòn đảo vẫn là hòn đảo hoang, tất cả mọi chuyện có thể xảy ra trên đảo. Cướp biển thì không biết còn hay không. Quý vị tháng 4 mà quý vị thấy em bỏ show bên này, tức là em đã chôn thần chôn xác trên đảo rồi. Và ai đã bị vợ qua đảo ra thì quý vị hiểu tình cảnh của hòn đảo đó. Và kính thưa quý vị, tháng 7 năm 1981, Don đặt chân lên nước Mỹ, được nhà thờ ở St. Louis, Missouri bảo lãnh. Bài nhạc đầu tiên lên xe của nhà thờ Don được nghe là nhạc phẩm này, Hotel California, sẽ đi với Don tương lai. We haven't had the spirit here since 1969.
đã kết thúc chương trình tới từ Seattle của năm 2016 của chúng em hôm nay. Ý Khánh. Ở lại chụp hình trước đồng hồ đi. Một tiếng to đi. Thế vị trí họ với Tech rất là nhiều công sức để cho ban tổ chức đã có được một buổi show rất là hoàn hảo và thành công cho để phục vụ quý vị trong đêm hôm nay đó. Xin quý vị hãy cho ban tổ chức một trang